Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát sóng cuối tuần trên kênh Tâm thức Việt TTV, mở đầu bằng bản tin nhanh cập nhật diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tiếp theo sau đó là những bài viết được chọn lọc trong ngày, phân tích tình hình thời sự cũng như những bình luận thể hiện quan điểm của các tác giả Phạm Phú Khải, Lê Tây Sơn, Đoàn Bảo Châu, Nhân Tuấn Trương, Jack Cameron Nguyễn và Derek Grossman của tờ Nikkei Asia. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình cùng với anh Chi. Thưa quý vị, theo bản tin cập nhật của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, tổng hợp từ nhiều nguồn như hãng thông tấn xã Pháp và hãng tin Reuters, các lực lượng Ukraine tiến về phía đông Kiev trong khi Nga phải lui quân. Quân đội Ukraine đang tái chiếm các thị trấn ở phía đông Kiev. Còn các lực lượng Nga từng cố đánh chiếm thủ đô của Ukraine đang phải lui quân vì các tuyến tiếp liệu bị kéo giãn quá mức, Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Sáu 25 tháng 3. Đây là một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy thế trận đang thay đổi đã được một tháng diễn ra cuộc chiến tranh xâm lược song quân đội nga chưa thể chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của ukraine các nước phương tây cho rằng cuộc tấn công của nga có chủ đích nhanh chóng lật đổ chính phủ của tổng thống volodymyr zelensky song nó đã bị chặn đứng tại các cửa ô của kiev do không thể chiếm được. Những ngày qua, quân đội Nga đã bắn phá và bao vây các thành phố của Ukraine, khiến các khu dân cư thành đống gạch vụn và khiến cho khoảng 1 phần tư trong dân số 44 triệu người của Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến thăm Ba Lan để trực tiếp chứng kiến cuộc khủng hoảng người tị nạn, trong đó có 3,6 triệu người Ukraine phải bỏ chạy ra nước ngoài tính đến nay. Trong nhiều tuần trước, các chiến tuyến gần Kiev đã dậm chân tại chỗ, mặc dù có các đoàn xe bọc thép của Nga đe dọa thủ đô Ukraine từ phía tây bắc và phía đông, nhưng trong một bản tin tình báo cập nhật hôm 25 tháng 3, anh mô tả rằng cuộc phản công của Ukraine đã đẩy quân Nga lùi xa về phía đông. Bản tin cập nhật cho biết Ukraine giờ đây phản công, còn các lực lượng Nga lui binh vì các đường tiếp phẩm bị kéo căng quá mức. Sự thể này đã cho phép Ukraine tái chiếm các thị trấn và vị trí phòng thủ cách Kiev tới 35 km về phía đông. Ở mặt trận chính khác bên ngoài Kiev, về phía tây bắc của thủ đô, các lực lượng Ukraine đang cố gắng bao vây quân đội Nga ở các vùng ngoại ô lân cận Irpin, Pucha và Ostomel, đều đã trở thành đống đổ nát do giao tranh ác liệt trong vài tuần qua quân đội Ukraine cho biết họ đang đẩy lùi các lực lượng Nga từng cố gắng tiến vào Kiev. Quân Ukraine cũng vẫn đang bám trụ thành phố Chernihiv phía đông bắc Kiev, cản đường tiến của quân Nga về hướng thủ đô. Thống đốc Chernihiv cho biết thành phố đã bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn. Không thể chiếm được các thành phố của Ukraine, Nga phải tấn công bằng pháo kích và không kích. Cảng Mariupol ở miền đông Ukraine đã bị bao vây kể từ những ngày đầu chiến tranh. Người ta tin rằng hàng chục ngàn người dân vẫn đang bị mắc kẹt bên trong thành phố, không tiếp cận được với thực phẩm, thuốc men, nguồn điện hoặc nhiệt để sưởi ấm. Phương Tây đã loại trừ việc họ can thiệp trực tiếp trên thực địa và cũng không đáp ứng lời đề nghị của Ukraine về việc lập vùng cấm bay. Nhưng phương Tây đã hỗ trợ Kiev hàng trăm vũ khí chống tăng và phòng không, mà với những vũ khí này, phía Ukraine đã bắn phá tăng tành các đoàn xe thiết giáp của Nga cũng như ngăn chặn việc Moscow giành quyền kiểm soát trên không. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Washington và các đồng minh cũng đang bắt tay vào việc cung cấp vũ khí chống hạm để bảo vệ bờ biển Ukraine. Tình báo Mỹ cho biết tên lửa Nga bắn ở Ukraine thất bại đến 60%. Mỹ đánh giá Nga có tỷ lệ thất bại đến 60% khi sử dụng các tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công Ukraine. Ba quan chức Hoa Kỳ nắm về tình báo nói với hãng tin Reuters Tiết lộ này có thể giải thích tại sao Nga đã không đạt được những gì được xem là mục tiêu cơ bản kể từ khi họ phát động cuộc xâm lược Ukraine một tháng trước, chẳng hạn như vô hiệu hóa không quân Ukraine, bất chấp sức mạnh rõ ràng của quân đội Nga trước lực lượng nhỏ yếu hơn nhiều của Ukraine. Các quan chức tình báo Mỹ nói với Reuters với điều kiện ẩn danh do tính chất nhạy cảm của vấn đề, không đưa ra bằng chứng cho nhận định này và không tiết lộ chính xác điều gì khiến tên lửa Nga có tỷ lệ không chính xác cao như vậy. Nguyên nhân tỷ lệ thất bại cao như vậy có thể là từ phóng thất bại cho đến tên lửa không nổ khi trúng mục tiêu. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên trong tuần này rằng ngũ giác đài đánh giá rằng Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa các loại kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Các quan chức Mỹ đến nay vẫn chưa cho biết có bao nhiêu tên lửa trong số này đánh trúng mục tiêu và bao nhiêu đánh không trúng. Trích dẫn thông tin tình báo Mỹ, ba quan chức Mỹ cho biết Mỹ ước tính tỷ lệ thất bại của Nga thay đổi hàng ngày phụ thuộc vào loại tên lửa được phóng và đôi khi có thể vượt hơn 50%, có khi đến mức 60%. Một quan chức cho biết thông tin tình báo cho thấy các tên lửa hành trình phóng từ trên không của Nga có tỷ lệ thất bại từ 20 đến 60% tùy theo ngày. Nga đã được nhìn thấy triển khai hai loại tên lửa hành trình phóng từ trên không ở Ukraine là KH-555 và KH-101 theo dự án phòng thủ tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington DC. Mỹ lên kế hoạch đối phó nếu Nga dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tòa Bạch Ốc đã lập một toán chuyên gia để lên kế hoạch đáp ứng nếu Nga dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt như hóa học, sinh học hay hạt nhân trong cuộc xâm lược Ukraine, các giới chức cao cấp cho hay ngày 24 tháng 3. Nga nhiều lần nêu khả năng dùng vũ khí hạt nhân trong lúc đương đầu với quân đội Ukraine trong cuộc chiến kéo dài tháng này. Tuần này, Điện Kremlin tuyên bố các loại vũ khí đó sẽ chỉ được dùng trong trường hợp có mối đe dọa sống còn. Các giới chức Mỹ cũng cảnh báo Nga rằng tố cáo của họ về việc Ukraine có thể sử dụng vũ khí hóa học là một sự bịa đặt. Dựa vào những tiền lệ trước đây, Mỹ xem tố cáo của Nga như một chỉ dấu cho thấy Moscow có thể sẽ dùng vũ khí hóa học. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 3 tuyên bố, nếu Nga dùng vũ khí hóa học trong cuộc xâm lược Ukraine, thì Mỹ sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ đáp trả, Chúng tôi sẽ đáp trả nếu ông ấy sử dụng. Cách đáp trả thế nào sẽ tùy vào cái cách họ sử dụng, ông Biden khẳng định tại cuộc họp báo ở Bruxelles, nơi ông đang giữ các cuộc họp thượng đỉnh NATO, Liên minh châu Âu và G7 về cuộc chiến ở Ukraine. Cùng ngày 24 tháng 3 tại Bruxelles, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay đang có mối quan ngại rằng Nga có thể đang kiếm cớ để hành động bằng cách tố cáo Ukraine và đồng minh dùng vũ khí hóa học Phát ngôn dân Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay trong các thượng đỉnh tại Brussels, Tổng thống Biden cũng sẽ thảo luận với các đồng minh về vấn đề vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ Năm ngày 24 tháng 3 rằng Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực trợ giúp cho Ukraine bằng tên lửa chống hạm. Chúng tôi đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine, quan chức này cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels có thể có một số khó khăn về mặt kỹ thuật khi biến điều đó thành hiện thực, nhưng đó là điều mà chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và bắt đầu thực hiện. Theo quan chức này, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham gia họp với các nhà lãnh đạo NATO thông qua đường truyền video, nhưng ông không nhắc lại lời đề nghị được gia nhập khối NATO hoặc yêu cầu thiết lập vùng cấm bay. Tâm lý chung của các bên đều tốt, tất cả đều kiên quyết và đoàn kết đáng kinh ngạc, quan chức này nói về bầu không khí tại cuộc gặp thượng đỉnh. Nga hôm 25 tháng 3 cho biết họ đã phá hủy kho chứa nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại ở Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr. Vào tối ngày 24 tháng 3, tên lửa hành trình trên biển có độ chính xác cao Kalibr đã tấn công một căn cứ nhiên liệu ở làng Kalinivka gần Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Bộ này cho biết đây là cơ sở lưu trữ nhiên liệu quân sự lớn nhất còn lại của Ukraine, cung cấp cho quân đội ở miền trung của quốc gia thân phương Tây này. Kể từ khi bắt đầu hành động quân sự của Moscow ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy hơn 260 máy bay không người lái, hơn 1.580 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác và 204 hệ thống vũ khí phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm một thị trấn gần biên giới Ba Lan, Ukraine vào ngày 25 tháng 3 để cho thấy quyết tâm của phương Tây trước cuộc xâm lược của Nga không lực 1 sẽ bay vào thị trấn Rezzo ở Đông Ba Lan, đưa Tổng thống Mỹ đến nơi cách Ukraine chưa đầy 80 km. Chuyến đi nhằm để nhấn mạnh sự sẵn sàng của Washington để bảo vệ các đồng minh NATO khi ngày càng có lo ngại cho rằng cuộc chiến kéo dài một tháng ở Ukraine vẫn có thể châm ngòi cho cái mà Biden gọi là đệ tam thế chiến. Bộ Kinh tế Đức muốn giảm một nửa sự phụ thuộc của nước này vào dầu mỏ của Nga cho đến mùa hè và không còn nhập khẩu than cứng của Nga cho đến mùa thu, tạp chí Der Spiegel trích dẫn một bản ghi nhớ của bộ cho biết vào hôm 25 tháng 3. Vào giữa năm nay, nhập khẩu dầu của Nga vào Đức dự kiến sẽ giảm một nửa, Spiegel trích dẫn bản ghi nhớ cho biết: "Vào cuối năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu được gần như độc lập. Cho đến mùa thu, Đức có thể độc lập không cần phụ thuộc vào than đá của Nga." Cuộc xâm lược Ukraine đã khiến Nga trở thành gánh nặng chiến lược đối với Trung Quốc, một quan chức cấp cao của ngũ giác đài cho biết vào hôm 24 tháng 3. Tôi nghĩ có một mức độ mà những gì Putin làm ở Ukraine khiến Nga trở thành gánh nặng chiến lược cho Bắc Kinh nhiều hơn so với 6 tuần trước hoặc là 6 tháng trước. Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách Colin Kaur nói với Reuters. Hồi tháng 2, Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn, ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề ở Ukraine và Đài Loan, với lời hứa sẽ hợp tác nhiều hơn chống lại phương Tây. Các lãnh đạo châu Âu bác bỏ yêu sách của Putin là thanh toán khí đốt bằng đồng rút. Lời đe dọa của Tổng thống Vladimir Putin rằng các quốc gia không thân thiện cần thanh toán tiền mua khí tự nhiên của Nga bằng đồng rút kể từ bây giờ đã bị các nước châu Âu chê trách. Một số lãnh đạo của Liên minh châu Âu nói rằng đó sẽ là vi phạm thô bạo các hợp đồng của họ. Từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho đến Thủ tướng Ý Mario Draghi đều nói rằng họ sẽ không đáp ứng đòi hỏi như vậy. Lời đe dọa của Nga là nghiêm trọng vì Liên minh châu Âu nhập khẩu đến 90% khí đốt để phát điện, sưởi ấm nhà cửa và dùng trong công nghiệp, và Nga chiếm gần 40% lượng khí đốt cung cấp cho Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đưa ra những yêu cầu như vậy về cơ bản sẽ thay đổi các hợp đồng và khiến chúng trở nên vô hiệu, một số lãnh đạo châu Âu nói trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU. Ông Medvedev nói, lệnh trừng phạt của phương Tây không thể lây chuyển Nga. Sẽ là ngu ngốc nếu tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào các doanh nghiệp Nga có thể có ảnh hưởng nào đó lên chính phủ Moscow. Cựu Tổng thống và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev được dẫn lời nói hôm 25 tháng 3. Các biện pháp trừng phạt này sẽ chỉ càng củng cố xã hội Nga và sẽ không khiến cho người bất mãn với chính quyền, ông Medvedev nói với hãng tin RIA của Nga trong một cuộc phỏng vấn. Một số biện pháp trừng phạt nhắm cụ thể vào các doanh nhân tỷ phú được cho là thân cận với tổng thống Vladimir Putin. Hãy tự hỏi, liệu có ai trong số những doanh nhân lớn này có thể có ảnh hưởng dù là nhỏ nhất lên tầng lớp lãnh đạo của đất nước không? Ông Medvedev đặt vấn đề. Tôi nói thẳng với quý vị không, không đời nào có. Lãnh đạo không gian của Nga nói sẽ ngưng hợp tác với châu Âu. Giám đốc không gian của Nga hôm 24 tháng 3 nói rằng châu Âu đã phá hỏng hợp tác khi áp đặt các biện pháp trừng phạt lên cơ quan của ông và các hỏa tiễn dùng để phóng vệ tinh châu Âu bây giờ sẽ được sử dụng cho các công ty Nga hoặc các nước thân thiện với Moscow. Ông Dmitry Rogozin, lãnh đạo Roscosmos, nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Trung Quốc rằng việc này xảy ra đối với khoảng 10 hỏa tiễn. Vào lúc này, sau khi cơ quan vũ trụ châu Âu và toàn bộ Liên minh châu Âu có lập trường điên cuồng về việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Roscosmos, chúng tôi thấy không thể hợp tác tiếp tục nữa, ông Rogozin nói. Tuần trước, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA cho biết họ đã đình chỉ hợp tác với Roscosmos trong sứ mệnh xe tự hành ExoMars để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên bề mặt hỏa tinh. Ông Rogozin cho biết nối lại hợp tác không gian với châu Âu dưới một hình thức nào đó chỉ có thể được thực hiện nếu phía châu Âu suy nghĩ về những gì mà họ đã tự tay phá hủy và có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Moscow. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Anh Chi xin chân thành cảm ơn và kính mong quý khán giả tiếp tục ủng hộ kênh Tâm thức Việt TTV bằng việc nhấn vào subscribe để ghi danh theo dõi kênh, cũng như đừng quên bấm vào nút chuông để nhận thông báo những chương trình mới nhất. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đoàn Bảo Châu viết về việc Dũng Vô Va có tội gì? Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022, Tòa án thành phố Hà Nội xử Lê Văn Dũng, tức Dũng Vô Va, với tội tuyên truyền chống nhà nước, tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế lần trước khi viết về dũng vô va tôi cho rằng có thể dũng làm những việc bí mật nào đấy mà tôi không biết chứ tất cả những hoạt động công khai của dũng thì chẳng có gì là phạm luật dũng vô va có những hoạt động nổi bật như biểu tình chống trung quốc xâm lược biển đảo việt nam biểu tình chống ô nhiễm môi trường trong vụ phọc Mô Sa, thành lập kênh truyền hình chấn hưng tv trên youtube và bình luận những vấn đề xã hội chính trị và rất nhiều chương trình về dân oan mất đất trong phiên tòa hôm 23 tháng 3, Viện Kiểm sát coi việc làm ra những cái video clip sau là hành động phạm tội. Thứ nhất, đóng cửa Phọc Mô Sa. Theo bản kết luận điều tra trang 11, video clip thứ 7, từ ngày 3 tháng 4 năm 2017 đến 13 tháng Giêng năm 2021. Thứ hai đó là toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam phần 3. Theo tờ kết luận điều tra trang 11, video clip số 9, từ ngày 6 tháng 4 năm 2017 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2021. Thứ ba là bản tin về môi trường. Cũng theo kết luận điều tra trang 11, video clip thứ 10, từ ngày 12 tháng 4 năm 2017 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2021. Và thứ tư là ai chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của lính tráng an ninh, xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân. Theo kết luận điều tra trang 11 video clip số 11 từ ngày 12 tháng 4 năm 2017 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2021. Và cái điểm thứ 5 là cựu tổng thống Hàn Quốc bị bắt sau 10 ngày phế trước. Câu chuyện về pháp luật chuẩn mực. Theo kết luận điều tra trang 11 video clip 12 từ ngày 31 tháng 3 năm 2017 đến ngày 13 tháng Giêng năm 2021 khi các luật sư đòi hỏi Viện Kiểm sát đưa ra chứng cớ, thì Viện Kiểm sát nói họ hoàn toàn dựa vào kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông. Những phát ngôn của Dũng Vô Va trong những cái video clip nói trên ấy đã làm ảnh hưởng tới lợi ích nhà nước, xúc phạm lãnh đạo, làm mất uy tín chính quyền, gây hoang mang trong quần chúng luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong hai luật sư bào chữa cho anh Lê Văn Dũng, Dũng Vô Và, nói đây là một điều vô lý bởi trên thế giới không có chuyên gia nào làm cái việc giám định về nhận thức, tư tưởng, quan điểm chính trị của một người. Điều này chỉ có ở Việt Nam. Thường chỉ có giám định viên giúp những vấn đề chuyên môn cụ thể, giúp cung cấp hiểu biết chuyên ngành cho việc xét xử. Ví dụ về cháy nổ thì cần giám định viên là một chuyên gia chất cháy nổ. Vụ án về tai nạn lao động thì cần giám định viên y tế để tìm ra nguyên nhân gây ra vết thương hay tử vong. Khi có việc giám định lời nói như ở Việt Nam, thì việc kết luận một người có tội hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định chủ quan của những chuyên gia giám định khi các luật sư yêu cầu thì viện kiểm sát có đưa ra những lời nói của dũng vô va nhưng theo các luật sư thì những câu nói ấy hoàn toàn không mang ý nghĩa như các chuyên gia giám định đã kết luận luật sư mạnh nhận xét rằng các chuyên gia giám định chắc chắn là đảng viên đánh giá của họ sẽ bảo vệ quyền lợi tổ chức đảng tổ chức nhà nước và như vậy thì rất khó công bằng và khách quan khi đưa ra kết luận tôi có mấy ý sau tác giả đoàn bảo châu tiếp tục viết với tôi, Dũng Vô Va là một người có con tim thương người hiếm có. Dũng phản ánh vô số những sự việc dân oan mất đất từ các tỉnh kéo về Hà Nội mong tìm được công lý. Khi báo chí chính thống không giúp họ trong việc kêu oan, thì họ chỉ biết dựa vào Dũng Vô Va. Tôi không dự phiên tòa nên không thể có nhận xét về kết luận của Sở Truyền thông Thông tin, nhưng tôi quan sát thì Dũng là người khá thận trọng trong phát ngôn và không chửi bới cực đoan. Cá nhân tôi nghi ngờ sự khách quan và công bằng trong kết luận giám định của Sở Truyền thông Thông tin và tôi đoán rằng Dũng Vô Va bị bắt chỉ bởi uy tín đang lên của kênh Chấn Hưng TV. Nếu đúng như vậy thì đây là một điều rất đáng lo ngại. Trong văn học đề cao tính trượng nghĩa của Lục Vân Tiên, thấy việc bất bình chẳng tha, Vậy tại sao một lục vân tiên giữa đời thường thì lại bị đối xử như vậy? Nhà nước luôn kêu gọi người dân cùng chung sức trong việc chống tham nhũng và thực tế cho thấy việc người dân mất đất một cách oan uổng diễn ra rất nhiều. Rồi đây sẽ còn ai dám lên tiếng giúp cho những người dân oan này? Trong những phiên tòa dạng này, luôn được gọi là công khai, nhưng đến cả vợ và mẹ của Dũng Vô Va cũng không được dự, thì những người muốn biết sự thật, muốn học về pháp luật như tôi sẽ biết làm gì đây? ngăn cản những tiếng nói phản biện có lẽ là tốt trước mắt nhưng về lâu về dài thì rất tệ hại khi mà nó triệt tiêu đi cái tinh thần trách nhiệm của công dân nó sẽ làm công dân của đất nước trở nên ích kỷ an phận và vô cảm họ sẽ chọn lối sống an toàn sống chỉ vì nồi cơm của nhà mình mặc kệ những ai bị bất công giáng xuống đầu điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của một dân tộc thật rất đáng buồn và lo ngại Thưa quý vị, phiên tòa của một tù nhân lương tâm khác ngay ngày hôm sau được Đài Á Châu Tự Do đưa tin, nhà hoạt động chống bót bẩn Đỗ Nam Trung bị tuyên y án 10 năm tù. Sau phiên tòa của Dũng Vova ngày 23 tháng 3, sáng ngày 24 tháng 3, tòa án cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với ông Đỗ Nam Trung do có đơn kháng cáo. Hồi tháng 12 năm 2021, ông này bị tòa án Nam Định buộc tội phát tán tài liệu chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và bị kết án 10 năm tù. Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, ông Đỗ Nam Trung bị tòa tuyên y án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế. Luật sư cũng cho biết những yêu cầu đề nghị và quan điểm được nêu ra trong màn tranh tụng ở phiên tòa. Trong đó, có việc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định từ chối đến tham dự phiên tòa. Mặc dù đây là đơn vị thực hiện việc giám định các bài đăng trên Facebook của ông Đỗ Nam Trung và kết luận rằng những nội dung đó là vi phạm pháp luật, các luật sư cũng đặt vấn đề về tư cách tham gia tố tụng của cơ quan này bởi chính Sở Thông tin và Truyền thông là cái bên đã đâm đơn tố cáo hành vi của ông Trung với cơ quan chức năng nhưng sau đó thì lại đứng ra giám định các nội dung mà bản thân họ tố cáo. Như vậy là vừa đá bóng vừa thổi còi, không bảo đảm tính khách quan. Các luật sư đồng thời cho rằng việc giám định quan điểm, nhận thức và tư tưởng chính trị của một người là vô lý. Sau cùng, luật sư Đặng Đình Mạnh kết luận về phiên xét xử nhà hoạt động Đỗ Nam Trung rằng Thật ra, tất cả những cái sự cáo buộc một người theo tội danh của Điều 117 Bộ Luật Hình Sự hay Điều 88 của luật cũ, theo quan điểm của luật sư là không chính đáng, là bất công phản ứng trước phiên tòa phúc thẩm xét xử nhà hoạt động đỗ nam trung ông phil robertson phó giám đốc khu vực châu á của tổ chức theo dõi nhân quyền cho đài á châu tự do biết rằng nhà nước việt nam liên tiếp truy tố người dân chỉ vì đã bày tỏ quan điểm chỉ trích chính quyền do vậy đã biến việt nam trở thành quốc gia nguy hiểm nhất ở khu vực đông nam á để làm các công việc nhân quyền Đỗ Nam Trung đã không làm gì sai ngoài việc thực hành quyền tự do biểu đạt vốn được quy định trong hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tự nguyện tham gia. Chính quyền cần phải trả tự do cho Đỗ Nam Trung ngay lập tức và vô điều kiện và bãi bỏ tội danh tuyên truyền chống nhà nước vốn đã được sử dụng quá nhiều lần nhằm trấn áp những tiếng nói bất đồng. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm thức Việt TTV xin hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau. Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Lê Tây Sơn đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ. Lấy mở nó, ráng nó. Bên trong thủ đô Kiev đang bị vây hãm của Ukraine có một bãi phế liệu bí mật. Đây chính là nơi tái chế các vũ khí thu giữ được của quân xâm lược Nga. Chúng được mông má và được sơn phết lại để cung cấp cho lực lượng Ukraine. Tiếng tên lửa phóng từ xa phá vỡ sự yên tĩnh của một buổi sáng khác ở Kiev. Đó là chúng tôi. Chúng tôi đang tấn công các vị trí của Nga gần Ostomel bằng chính một loại tên lửa lấy từ lực lượng Nga, một binh sĩ Ukraine nói. Đây là một ví dụ nữa về việc quân đội Ukraine đã sử dụng các vũ khí và thiết bị của Nga để tấn công quân xâm lược Putin. Yuri Golodov thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine, một cựu thủy thủ đã nghỉ hưu của hải quân Ukraine cho biết, Đêm qua, chúng tôi gửi cho các lực lượng vũ trang Ukraine 24 tên lửa Uragan và chúng đang bay trên thành phố của chúng tôi để trở về với chủ nhân của chúng. Chúng tôi đã chiếm được chúng trong tình trạng gần như nguyên vẹn và bây giờ quân đội Ukraine đang bắn chúng về phía Nga. Golodov, 59 tuổi, là phó chỉ huy của một đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine, chuyên thu gom các thiết bị quân sự còn dùng được của Nga. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi những khí tài quân sự quân đội Nga bỏ lại hoặc bị chiếm. Có cái sửa chữa, có cái sơn lại để quân đội Ukraine sử dụng. Có nhiều khí tài còn nguyên vẹn và sử dụng được ngay. Đơn vị của Golodov làm việc tại một bãi phế liệu quân sự ở một địa điểm không được tiết lộ của thủ đô Kiev. Ông nói, mọi thứ lấy đi từ quân đội Nga, chúng tôi sửa chữa, thay đổi những thứ cần thiết và chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Ukraine trong tình trạng tốt, sẵn sàng chiến đấu. Nói chung, chúng tôi mang lại cuộc sống thứ hai cho những vũ khí của Nga bị hư hỏng, nhưng lần này chủ nhân là người Ukraine. Tại bãi phế liệu, cảnh thường thấy là các thành viên của đơn vị của Golodov cỡi trần phân loại và tìm cách tái sinh những khí tài quân sự còn trong tình trạng tốt, trong đó có cả thiết bị hỗ trợ pháo binh dùng phát hiện mục tiêu họ làm việc với tất cả trách nhiệm và càng nhanh càng tốt để sớm đưa chúng quay trở lại chiến trường. Lấy vũ khí địch đánh địch, quốc kỳ Ukraine được sơn phủ lên trên các biểu tượng quân sự của Nga, chẳng hạn chữ Z bại trận. Chỉ vào một phương tiện tải thương vừa được sửa xong, Golodov nói: "Chúng tôi sẽ dùng nó để vận chuyển những người bị thương. Đây là một phương tiện rất quan trọng và phù hợp với địa hình. Nó có thể vượt qua mọi đầm lầy hoặc ụ tuyết." Ở góc đường, một chiếc xe chở nhiên liệu cũ của quân đội Nga đã sẵn sàng lên đường. Dưới lớp ngụy trang, một xe bọc thép bị chiếm đang chờ chủ mới. Chiếc xe từ thời Liên Xô cũ hanh rỉ và nặng nề phá vỡ vỉa hè đường khi các thành viên lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine di chuyển nó đến xưởng nhưng vẫn vẫn hành tốt. Theo Golodov, chiếc xe này đã bị đơn vị của ông bắt giữ khi họ tấn công một đoàn xe Nga chúng tôi bắn vào chiếc xe đầu tiên và khi nó phát nổ, cả đoàn xe dừng lại. Binh lính Nga hoảng hốt bỏ chạy và chúng tôi tịch thu các thiết bị quân sự của họ. Đây là điều thường xảy ra trên chiến trường. Phần lớn trang thiết bị quân đội Nga sử dụng tại Ukraine tương tự hoặc giống với trang thiết bị phía Ukraine sử dụng. Vì vậy họ đã quen thuộc với hoạt động của nó. Golodov nói, nhiều trang thiết bị của Nga có từ thời Liên Xô và đáng tin cậy về hiệu năng. Mọi thứ đều sử dụng tốt dù đã cũ nhưng nếu bạn sử dụng đúng cách nó còn giúp quân đội của chúng tôi thêm một thời gian dài golodov cho biết tiểu đoàn thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ ukraine của ông là đặc nhiệm trinh sát hoạt động phía sau phòng tuyến địch với nhiệm vụ chính là phá hủy và chiếm giữ nguồn cung cấp của quân đội nga chủ yếu là đạn dược nhiên liệu lương thực ông nói những người lính nga rất dễ sợ hãi và mất tinh thần họ sợ lạc nhau vì bị tấn công bất ngờ từ mọi bụi rậm trên đường một số vẫn còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm hầu hết không biết hoặc không hiểu tại sao họ lại phải đến đây hầu hết thành viên lực lượng phòng vệ lãnh thổ ukraine không được huấn luyện quân sự trước cuộc xâm lược của nga nhưng họ khẳng định luôn trong tư thế chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất trong một khu vực khác của bãi phế liệu, đơn vị của Golodov được trang bị AK47 để phòng chạm trán với lính Nga. Họ di chuyển theo nhóm, có tổ chức và không hề bối rối khi chỉ huy của họ bắn vào khoảng trống theo hướng đi để mà lên tinh thần cho họ. Golodov nhìn vào các thuộc cấp đầy tự hào. Trước khi nghỉ hưu từ hải quân, ông đã dành nhiều thời gian làm việc trong hạm đội biển Bắc của Liên Xô ở thành phố cảng Murmansk tây bắc nước Nga nên ông hiểu khá rõ khả năng chiến đấu của các lực lượng Nga. Tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy đồng đội Ukraine chiến đấu tốt và kiên cường khi đối mặt với một kẻ thù dường như không thể chiến thắng nếu nhìn vào tỷ lệ cá cược. Một đối thủ mạnh hơn nhiều và sẵn sàng dùng những giải pháp tàn bạo nhất, nhưng lực lượng Nga chỉ là một huyền thoại, một con cọc giấy nên tôi rất tự tin vào chiến thắng của Ukraine. Nhìn cách quân đội của chúng tôi chiến đấu, làm sao bạn có thể suy nghĩ khác được chứ? Phải không nào? ông nói. Tất nhiên, Ukraine chủ yếu vẫn cần vũ khí phương Tây. Hôm thứ Tư ngày 23 tháng 3, giới chức Đức cho biết họ sẽ giao thêm 1.700 hỏa tiễn phòng không Strela sau khi giao 500 hỏa tiễn vào tuần trước. Cùng ngày 23 tháng 3, Thụy Điển cho biết họ sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng. Phần mình, Mỹ dự kiến cung cấp 1.400 Stinger và 4.600 Javelin thông qua các yêu cầu tài trợ của năm nay. Trước khi xảy ra cuộc xâm lược Ukraine, giới sản xuất vũ khí không mấy quan tâm chế tạo vũ khí chống tăng và phòng không. Mỹ có 13.000 Stingers trong kho dự trữ vào thời điểm trước khi xảy ra cuộc xâm lược và không có kế hoạch sản xuất thêm hàng loạt. Giờ đây, các nhà thầu quốc phòng đang chạy đua để tăng cường cung cấp vũ khí và đạn dược cho phòng không và vũ khí diệt hạm. Các bộ trưởng quốc phòng Trung Âu cho biết họ đã thiết lập đường dây nóng tới Ukraine để tướng lĩnh Ukraine có thể đặt mua các thiết bị của Liên Xô cũ từ kho của họ. Cộng hòa Séc đã trao cho Bộ Quốc phòng Ukraine danh sách thiết bị và vũ khí trị giá 500 triệu đô la đang nằm trong kho của mình và cho biết Mỹ sẵn sàng mua phần lớn trong số đó để tiếp lửa cho Ukraine. Các mặt hàng trong danh sách bao gồm đạn súng máy thông thường đến tên lửa phòng không. Tất cả đều có thể được giao trong vòng 4 ngày sau khi có đơn đặt hàng. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Trong phần lớn trường hợp, bộ não chịu trách nhiệm phần lý trí có tên gọi là prefrontal cortex hay có thể hiểu là phần võ não trước chán, liền lập tức can thiệp trong vòng 1-2 giây sau đó và làm dịu lại amygdala. Tuy thế, Robert Sapolsky cho rằng phản ứng ngay từ đầu phần lớn là vì sợ hãi, ngay cả đối với những người hiểu biết hơn bình thường. Đây chỉ là một ví dụ trong vô số thử nghiệm về con người để cho thấy dù sống trong xã hội văn minh và đa văn hóa, đặc tính chủ nghĩa bộ lạc vẫn nằm trong bộ óc con người. Từ đó, vấn đề phân biệt vùng miền dân tộc quốc gia là vô cùng phổ quát. Chủ nghĩa bộ lạc và dân tộc đang ngày càng gia tăng trong nhiều quốc gia dân chủ cấp tiến từ Mỹ đến Âu châu. Michael Carpenter, từng là thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ năm 2015 đến năm 2017, biện luận rằng chủ nghĩa bộ lạc đang giết chết chủ nghĩa cấp tiến. Amitru, một giáo sư luật tại trường luật Yale, từng biện luận rằng con người có nhu cầu thuộc về nhóm cho nên họ gia nhập câu lạc bộ, gia nhập đội và khi trở thành thành viên họ cảm thấy có sự ràng buộc mạnh mẽ với nó và ở nhiều nơi danh tính quan trọng nhất những điều mà mọi người sẽ hy sinh mạng sống không phải là quốc gia mà là dựa trên sắc tộc, khu vực, tôn giáo, giáo phái hoặc thị tộc. Những tín đồ của chủ nghĩa độc tài toàn trị như Cộng sản Thi Sao, trên lý thuyết chủ nghĩa cộng sản nhắm đến xóa bỏ tất cả những gì mang tính bộ lạc tam vô vô gia đình vô tổ quốc vô tôn giáo họ đề cao một thế giới đại đồng vô giai cấp cho toàn thể mọi người trên thực tế, sau bao nhiêu cuộc đấu tranh giai cấp và nhân danh bao nhiêu điều ảo tưởng mà hàng trăm triệu người trở thành nạn nhân của cuộc thử nghiệm này, những nước còn đang cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba, Bắc Hàn, lẫn một số quốc gia hậu cộng sản như Nga và Campuchia đang thể hiện tính cách bộ lạc mạnh mẽ nhất. Nói chung, con người thì nói chung ai cũng mang DNA bộ lạc ở trong mình cả. Nghĩa là chúng ta thường có xu hướng đánh giá, ai là bạn, ai là thù và chỉ tin tưởng những người mà chúng ta coi là vòng quen thuộc hoặc giống mình. Nhưng chế độ Cộng sản và một số hậu Cộng sản có đầu óc bộ lạc khá nặng. Vòng tin tưởng của họ giới hạn trong gia đình, dòng họ hay một số cá nhân đặc biệt nào đó mà thôi. Họ luôn xem sự đối lập, những người không cùng quan điểm hay ý thức hệ với họ là thế lực thù nghịch, luôn chờ trực để hãm hại mình cho nên cần phải bị tiêu diệt hay loại trừ. Họ xem những gì quen thuộc giống họ như cùng suy nghĩ hay ý thức hệ thì họ mới tin. Chẳng hạn trước đây, họ đề cao quốc tế cộng sản hay chủ nghĩa đại đồng và xóa bỏ đặc tính quốc gia dân tộc. Và nay thì đề cao chủ nghĩa dân tộc. Nó chủ yếu là một chiêu bài chính trị. Mỗi lần thay đổi như thế, họ tìm cách biện minh, chống chế và bất cứ ai không ủng hộ đường lối như thế thì bị xem là thù nghịch, kể cả người dân. Vladimir Putin chẳng hạn, coi tất cả thành phần đối lập tại Nga là phải loại trừ, xem những chính trị gia tại Ukraine hay các nước lân cận nào mà theo phương Tây là thù nghịch và đặc biệt là xem khối NATO là một mối đe dọa sống còn cho quyền lực và quyền lợi của mình. Sự bất an này đã làm cho Putin nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Nhưng nếu nước Nga không phải là một chế độ độc tài hay tham vọng bá quyền thì không có lý do gì để Nga phải lo ngại NATO cả sự thật là nato được hình thành chính vì mối lo ngại và đe dọa thực tiễn từ cái thời liên xô của joseph stalin sau thế chiến đệ nhị nếu nước nga không có những kẻ độc tài với tham vọng bá quyền như stalin hay putin thì cũng đã không có chiến tranh lạnh hay nhiều cuộc chiến khác kể cả ukraine hiện nay cung cách hành xử của tập cận bình tại trung quốc và đảng cộng sản việt nam tại việt nam cũng không khác bao nhiêu quyền lực nằm gần như tuyệt đối trong tay của một đảng không chia sẻ với bất cứ ai nhưng trong đảng đó lại có thêm nhiều vòng quyền lực mà vòng nhỏ nhất chỉ là thiểu số một hay vài người thôi nó cũng không khác nhiều so với trưởng bộ lạc thời xưa hay kiểu gia đình trị lâu nay Họ chủ trương xóa bỏ mọi tôn giáo, suy luận tôn giáo là thuốc phiện, nhưng trên thực tế, hành xử có tính giáo phái. Chẳng hạn giới lãnh đạo vẫn còn tôn thờ ông Hồ Chí Minh đó, hay trước đây là những ông cắt mát Lenin, Stalin, như là giáo chủ vậy. Và cách đây chỉ vài hôm, một số người thần tượng ông Hồ Chí Minh còn tỏ vẻ giận dữ và phê phán phía đại sứ Ukraine tại Hà Nội vì cho rằng kênh YouTube Ukraine 24 và báo mạng Pravda Ukraine, sự thật Ukraine đã hạ thấp ông Hồ Chí Minh. Không có chủ nghĩa nào thô sơ bằng bộ lạc vì họ luôn chia ra ta và địch. Ai không nhìn giống họ, đánh giá giống họ, tôn thờ giống họ, nhận diện ra nguy hiểm giống họ thì bị xem là địch. Đây là cái thứ tư duy thô thiển, nguyên thủy nhất của loài người, chứ không có gì là văn minh cả. Họ chỉ không nhìn ra được rằng trên thực tế mọi xã hội đều đa nguyên và chỉ muốn thể hiện bản chất đa nguyên một cách tự do nhất có thể. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, 22 đại sứ Âu Châu tại Việt Nam nhắc nhở giới lãnh đạo Việt Nam rằng Liên Xô đã tan rã từ lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới với hy vọng đánh thức Việt Nam. Họ đâu có ngờ rằng lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam vẫn thức chứ không phải ngủ. Tuy muốn hội nhập với thế giới văn minh, tư duy giới lãnh đạo việt nam vẫn còn nặng cái chủ nghĩa bộ lạc lãnh đạo cộng sản không tin tưởng bất cứ nước nào đang theo chủ nghĩa cấp tiến mà lại có khả năng giúp việt nam tự diễn biến tự chuyển hóa thành một nền dân chủ cấp tiến thật sự trong tương lai những kẻ cầm quyền tại việt nam trung quốc và nga có nhiều điểm giống nhau và giống nhất là cái văn hóa chính trị cộng sản toàn trị nhưng mang tính bộ lạc cả một thế kỷ qua làm cho họ hiểu nhau và gắn bó nhau trong thâm tâm họ vẫn nghi ngờ nhau, sợ nhau, từng gây hấn và đã có chiến tranh với nhau, nhưng dù sao thì họ vẫn cảm thấy an toàn để tin tưởng những cái điểm giống nhau này hơn là những ý thức hệ chính trị khác mà hoàn toàn không nằm trong tư duy của họ. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi một số thành phần tại Hà Nội và Bắc Kinh có xu hướng ủng hộ Moscow trong cuộc chiến Ukraine. Tất cả những điều họ rêu rao tuyên truyền bấy lâu nay rằng họ luôn vì quốc gia dân tộc thực ra đều là giả dối hết. Quyền lợi và quyền lực của cá nhân gia đình bè phái của họ mới là trên hết, và đó nó chính là đặc tính bộ lạc. Với tư duy còn nghèo nàn lạc hậu về nhiều mặt, kém văn minh trong hành xử, kiểu như bộ lạc thời xưa và với chủ trương khai dụng nó để tiếp tục cầm quyền thì làm sao có thể xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ mà trong đó chấp nhận tính đa nguyên, tôn trọng pháp luật và khai dụng tài năng của toàn xã hội. Khoan nói đến điều ảo tưởng là tiến tới xã hội chủ nghĩa xa vời hay thế giới cộng sản đại đồng. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.